Xin chào mọi người. À, gần đây thì em cũng hay nhận được cái câu hỏi của khách hàng là khi mà nhìn các bé cúm bên em nhỏ nhỏ xinh xinh như này thì mọi người hay hỏi em là chị nhìn nó bé quá, liệu nó có non quá hay không em, hay là nó đã được xuất hay chưa em. Thì em quay luôn một cái video cho mọi người xem sự khác biệt giữa một cái đàn cún có thể là nhìn cái bề ngoài nó không quá là chênh lệch quá nhiều, nhưng mà cái ngày tuổi nó khác nhau nhá, thì nó sẽ khác nhau như nào nhá. Thì mọi người thấy đây là cái đàn mơ này, ba bé mơ này của em này đã được 60 ngày rồi này. Đây hai em này, hai em trắng này thì được cũng phải 60 ngày rồi. Đấy, hai đàn này là hai đàn em đã bắt đầu xuất bán nha mọi người nhá. Đàn này là một này, đàn mơ này là hai, mà nó cứ đang đưa kìa. Còn ba em này thì mới được 50 ngày thôi, mới chuẩn bị tiêm phòng vaccine mũi một thôi. Đấy thì mọi người sẽ thấy nhá. Thứ nhất là về cái hình dáng ấy thì đàn này nó là tiny toy, nó không quá chênh lệch quá nhiều so với những cái đàn rêu, tựa nó cũng không bé hơn quá nhiều. Em mọi người nhìn nhá, hai em này này không bé hơn quá nhiều mọi người ạ, nó cũng tương tự như nhau ấy, nhưng mà nó hơn nhau cả hơn chục ngày cơ. Đấy. Em đen mặt xinh lắm. Nhưng mà mọi người sẽ thấy là cái bé mà chưa tiêm phòng vaccine này và non ấy, thì mọi người sẽ thấy bao giờ em ấy cũng sẽ chậm hơn. Thứ nhất là cái hoạt động của em ấy sẽ không thể nghịch ngợm được như những cái em mà đã đủ ngày xuất chuồng như này. Đấy, siêu nghịch. Đây là em bỏ đây, em quay video một lúc rồi nó buồn ngủ rồi bắt đầu nó nằm im một chỗ rồi đấy. Đấy, nghịch chưa? Đây mọi người nhìn nha, cái đàn này nó sẽ bớt nhắn nghịch hơn này. Thứ hai là cái phần lông của bạn ấy nó chưa thể bung ra hết được như những bé này này. Phần lông rất là dày và bung. Lông dày và bung rất là đẹp luôn, vừa vặn. Nhưng mà những em này thì nhỏ nên là phần lông khá là ngắn, mặc dù rất dày, cũng dày nhá, nhưng mà là khá là ngắn, và cái phần lông mặt của bạn ấy vẫn chưa dài được hẳn như bên ngoài luôn. Móm ngắn tịt. Xinh nhỉ? Đúng rồi đấy, cái con này móm ngắn luôn đấy, ngắn tí luôn. Và có một cái nữa để mọi người có thể dễ dàng kiểm tra nhất cái độ tuổi của bé cún khi mà xuất bán ấy, đó chính là răng của bé con cún nhá. Tàu màu đen đã không sờ đến mõm ở đâu, đã chưa sờ đến môi ở đâu. Đây rồi, đây rồi, đây cho mọi người xem này, em này nhá, lông dày quá nên là đây mọi người nhìn nhá. Nó sẽ hầu như là chưa có răng luôn, cái phần răng nanh nó còn chưa nhú luôn, chỉ những một tí tẹo tẹo teo như này thôi. Nhưng mà em này này, em trắng tinh này này, trắng cái ngày này, mọi người sẽ thấy cái phần răng nanh của nó nhú rất là rõ. Đây, đấy, rõ phần răng nanh chưa, răng cửa có thể là cũng chưa to đâu, nhưng cái phần răng nanh nó sẽ rất là rõ như này. Nó khác hẳn nhau luôn nhá mọi người nhá. Đấy là cái cách mà, ui, chị ra đây rồi, con nào đi đây. Cách ly mới ra để tao lau đấy. Đấy nên là mọi người đã mua cún bên em ý, mọi người cứ yên tâm là các bé cún phải đảm bảo đến ngày xuất chuồng thì em mới xuất bán, chứ không bao giờ có chuyện em bán chó non nhá. Thứ nhất là các bé cún con khi mà về nhà mới, khi mà còn quá non như thế, nó sẽ chưa được tiêm phòng vaccine, cái sức khỏe của nó cũng chưa đảm bảo để đi về một cái môi trường mới. Ủa bọn này nó sủa đòi ra. Thế cả thứ hai là em cũng còn phải bảo hành sức khỏe cho các bé cún con nữa, nên là những cái bé cún mà không đảm bảo chưa đến ngày được xuất thì không bao giờ em xuất. Có nhiều khách hàng thì cũng hay nhắn tin hỏi em là muốn mua cún kiểu hơn 1 tháng tuổi thôi, tại vì chị lo là hơn 2 tháng với 3 tháng thì nó không quen chủ mới ấy. Em nhưng mà em không bao giờ em bán như thế, bởi vì đúng rồi, nhà em cũng không có luôn. Nói chung là mình cũng phải đảm bảo được sức khỏe cho bọn cún con thì mình mới làm ăn lâu dài được. Thứ nhất là vừa đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, thứ hai là cún con nó cũng là cái sinh mệnh ấy, nên là mình cũng không thể cứ làm bừa được mọi người ạ. Quan điểm của em là như thế, nên là không bao giờ em bán cún mà chưa đủ tháng nhé. Kể cả mọi người có muốn mua em cũng không bán luôn ấy. Nhiều khách hàng kiểu cứ thích nuôi cún hơn 1 tháng tuổi cơ, bảo là tầm đấy nó còn non thì nó sẽ quấn chị hơn rồi các thứ. Em cũng tư vấn luôn là cái tầm đấy thì nó không đảm bảo sức khỏe để về một môi trường mới, và chưa đủ đảm bảo để tách mẹ. Thứ hai là về anh chị cũng không thể nào nuôi được cái cún như thế, về nó chết rất là tội nghiệp, nên là em cũng không bán những cái bạn cún mà quá non như thế đâu. Nên là mọi người đã lựa chọn tin tưởng bên em thì mọi người cứ yên tâm là không bao giờ em bán những cái bé cún mà nó quá là non ngày đâu. Mọi người cứ vạch răng nó ra kiểm tra là biết liền. Cún nó cũng như là con người ấy, ví dụ mà
mình còn nhỏ thì tất nhiên là răng mình sẽ không thể thể cứng và to được như 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 người lớn được đúng không? Thế nên là các bạn cũng sẽ như thế đấy. Mọi người mà muốn kiểm tra răng của các bạn cứng thì mọi người cứ vạch phần răng lên là mọi người sẽ biết là em nói chuẩn hay không chuẩn nhá. Còn em còn bảo hành sức khỏe sau đấy nữa cơ, nên là mọi người cứ yên tâm là bé Cún phải đảm bảo sức khỏe, phải đảm bảo điều kiện để về được nhà mới thì em mới cho các bạn đi về. Này, thôi bây giờ giới thiệu cho mọi người nhìn cận cảnh với em Cún siêu xinh, trắng tinh luôn, còn được một cái chân lùn thịt. Đây, như em này, hai đàn này là em bắt đầu được xuất bán mọi người nhé. Tiêm phòng đầy đủ, tiêm phòng tẩy giun đầy đủ thì em mới xuất bán. Mũi hồng, mũi hồng ra đây, chân siêu lùn luôn này. Mũi hồng mắt xanh nhá. Ừ, chân lùn không? Ngực rất nở luôn. Còn ba em này là một đàn này thì em chưa xuất bán được. Ba bạn ấy mới được 50 ngày tuổi thôi, đang chuẩn bị tiêm phòng. Mặt siêu xinh. Quay trước, nếu mà anh nào mà có thích màu đen phong thủy ấy, thì đặt trước cho em hai bé này nhá, chọn luôn. Xinh lắm, đến ngày sực xuất đảm bảo là xinh. Bây giờ đã thấy xinh rồi. Mõm ngắn tịt luôn. Đây, em này cũng cùng đàn này. Em này cùng đàn nhưng mà lông bạn ấy hơi kém hơn một chút và hơi bẩn. Nhưng mà hai em đen này xinh. Màu đen bao giờ lông cũng rất dày và đẹp luôn. Đấy. Rồi mọi người có bất cứ câu hỏi thắc mắc gì thì cứ bình luận xuống bên dưới để em giải đáp nhé. Rồi xin chào mọi người.